Chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kbit 24h để cùng nhau cập nhật tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý, ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Blackpink, Twice, Red Velvet, hóa nữ sinh trung học ai đỉnh nhất? Trong concept nữ sinh, các mỹ nhân Kpop đều thu hút bởi vẻ xinh đẹp, trẻ trung và năng động. 1. Blackpink. Blackpink diện đồng phục nữ sinh khi quay show thực tế 24 trên 365, with Blackpink. Jishu được ví như lớp trường mẫu mực, vừa xinh xắn vừa học giỏi. Jenny sang chảnh, đúng chất con nhà giàu, kiềm hot girl học đường. Nhưng cô nàng cũng rất đáng yêu. Roger thanh lịch và thời thượng trong concept nữ sinh. Lisa gây sốt khi diện áo sơ mi theo phong cách buộc vạt khoe eo thon sexy. Hình ảnh của cô nàng gợi nhớ đến Britney Spears trong bản hit One More Time huyền thoại. Hai, Twilight các cô gái Twice cũng nhiều lần thu hút sự chú ý khi mặc trang phục nữ sinh. Người hâm mộ cho rằng đây là concept vô cùng phù hợp với hình tượng trong sáng, nữ tính và dễ thương của Twice. Trong show Time to Time trong High School phát sóng gần đây, Nation ghi điểm với hình tượng nữ sinh tinh nghịch, siêu khôn, Chu Yoo buộc tóc đuôi ngựa, khoe trọn vẻ đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt. Che young cá tính trong mái tóc ngắn. Mina thanh lịch và sang trọng trong mọi hoàn cảnh. Shana toát lên vẻ duyên dáng sôi nổi, đúng chuẩn mẫu bạn học được thầy yêu bạn mến. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái khác dưới màu áo học sinh. 3. Red Velvet Red Velvet trẻ trung và năng động khi diện outfit nữ sinh. Nổi bật nhất trong Red Velvet là Irene, cô nàng nhiều lần khiến fan sừng sốt trước vẻ trẻ trung hách tuổi trong màu áo nữ sinh. Biểu cảm và thần thái xinh đẹp của Irene tại Saturday Night Live hồi 2017. Bên cạnh bộ ba Red Tide, Black, nhiều idol K-pop cũng được khen phù hợp với concept nữ sinh. Irene của Oh My Girl đáng yêu trong bộ đồng phục mùa đông. Nayeon Apri nhẹ nhàng nữ tính. Suzy là tương thanh khi nhắc đến hình tượng nữ sinh trung học. Cô từng gây tiếng vang trong bộ phim Dream High năm 2012. Michion của G3 và vài nữ sinh trong web drama mới. Các bạn vừa quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.